Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 10, Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết trao giải cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo 35 Học viện Diễu nghị tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các thành viên ban chỉ đạo 35 của tỉnh. Cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới góp phần tuyên truyền khẳng định và bảo vệ quan điểm chủ trương đường lối của đảng nâng cao nhận thức trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận năng lực nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng lý luận văn học nghệ thuật trên không gian mạng cho cán bộ đảng viên sau hơn 3 tháng phát động từ 19 tháng 5 đến 15 tháng 8 năm 2021, cuộc thi viết chính luận khoa học, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới đã nhận được hơn 8.000 bài viết của cán bộ đảng viên, sinh viên trên cả nước. Tại lễ trao giải cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 10 tập thể xuất sắc, trao giải triển vọng cho các tác giả có bài viết tốt là đoàn viên thanh niên, sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền. Ban tổ chức cuộc thi cũng trao 8 giải A, 10 giải B, 20 giải C và 30 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi, tỉnh Yên Bái có 110 tác phẩm tham gia với gần 60 tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo, với nhiều bài viết chất lượng cao thể hiện rõ quan điểm lập trường và khẳng định những giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mark Lenin, sức trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, phân tích làm rõ và khẳng định tinh thần đổi mới trong văn kiện Đại hội 13 tỉnh Yên Bái là một trong 10 tập thể xuất sắc trong cả nước. Tác giả Thanh Vân với tác phẩm Ai là con ghẻ của đảng đã giành giải A. Tác giả Nguyễn Thế Quynh với tác phẩm Kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội giành giải C. Tác giả Nguyễn Thị Hoa, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên đã giải khuyến khích với tác phẩm Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới phát biểu tổng kết và phát động cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới lần thứ hai giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương khẳng định cuộc thi thành công tốt đẹp và có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ đảng viên đoàn viên và nhân dân mang ý nghĩa thiết thực nhằm khẳng định vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới Đồng chí mong muốn với lập luận chặt chẽ, các tác giả tiếp tục vạch trần tính phản động của các thế lực thù địch, kết hợp giữa xây và chống để có cái nhìn toàn diện, tránh đấu tranh một chiều. Đa dạng hóa các hình thức, tổ chức hoạt động trong các bài viết, khuyến khích sự chủ động, tự giác tham gia cuộc thi. Đề nghị ban tuyên giáo các địa phương, các cấp, hệ thống các trường chính trị trong cả nước cần tiếp tục phát động tổ chức sâu rộng hơn nữa cuộc thi vào năm 2022, tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Hưởng ứng phát động cuộc thi, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các tác giả của tỉnh Yên Bái tham gia cuộc thi. Phát động cuộc thi lần thứ hai, đồng chí trưởng ban tuyên giáo đề nghị trường chính trị tỉnh sẽ tăng cường các bài viết trong lần thi thứ hai, tiếp tục phát động đội ngũ phóng viên, nhà báo và các thế hệ trẻ tham gia cuộc thi, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ.